Trong tuần vừa rồi đó thì không biết các bác có muốn chia sẻ gì, nhưng có ba cái biến cố lớn nhất ở trong cái mùa Giáng sinh năm nay. Biến cố thứ nhất là đêm 24 rạng sáng ngày 25 tháng 12 năm 2017, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị sụp đổ. Và cho tới ngày hôm nay thì chúng tôi qua ngày 26, tức là bên Việt Nam là 27, thì Đảng Cộng sản Việt Nam không sụp đổ như con cháu tiên sư cha Trần Dần tiên đoán. Điều này chứng minh mọi sự Thiên Chúa đã an bài. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đúng theo ý nguyện Thánh Chúa. À, chúng tôi đây còn cái biến cố thứ hai là nước Mỹ đó bình an không bị khủng bố. KBG hải ngoại xin đùa chút xíu, có lẽ là theo lời cầu nguyện của Tổng thống Donald Trump, Việt Nam là quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới trong 10 năm qua và sinh viên Việt Nam thông minh nhất thế giới. Đó là lời tuyên bố của ông Donald Trump công khai ở trong cái hội nghị APEC Đà ca, Nẵng. ca, cao cấp APEC 2017 trước mặt 24 nguyên thủ, các nguyên thủ và các lãnh đạo của các nước trên thế giới, và trên trước mặt 10.000 cử tọa viên và trên 1.000 báo chí. Thì ông đã tuyên bố câu đó, thành ra chúng tôi nói rằng có lẽ là cái nước Mỹ nó bình an nhờ lời tuyên bố này, bởi vì đó là cái vận khí của Việt Nam mang lại cho cái hòa bình của Hoa Kỳ. Xin lỗi quý vị, lâu lâu mình phải đùa như vậy cho nó đỡ bớt căng thẳng. Và cái thứ ba là cái quả bom tham nhũng và quyền lực chính trị đã nổ tung tại thành phố Westminster, nơi có nhiều cư dân Việt Nam sinh sống, đông thứ hai sau thành phố Garden Grove. Cựu cảnh sát trưởng Kevin Baker đã nộp đơn khởi tố 14 trang đòi thành phố bồi thường 10 triệu đô la. Thì trong ba cái biến cố này thì các bác có muốn chia sẻ cái Anh nghe Hùng có nói rằng thì là đây là thành phố lớn thứ gì đúng sau Garden Grove, và tức là về về dân số về đó. dân số dạ À, vâng đúng chứ rồi còn thì đây Westminster nó vẫn là thủ đô của người Việt tị nạn, thành vâng ra đúng đúng rồi không? dạ dạ thì nhân tiện đây là tôi thấy có cái hình của ở trên báo Người Việt đây đăng nhà bà Rice đang đã chân dung bà Rice và hội đồng thành phố đang họp, để cho quý vị thấy rằng báo báo chí của cái của Orange County, nơi mà chúng tôi đang nói chuyện với lại tất cả quý vị khán thính giả, đây là cái sự thật. Và cái tờ báo, cái bài báo này là dịch từ cái tờ báo của báo mạng của Orange County, và ông Đỗ Dũng cũng có cái bài viết trên báo Người Việt kèm theo. Vâng à, thưa cải chính với bác Phương, không phải là của Orange County, tại vì Orange County nó nhiều báo lắm. Mình cứ nói đây là tờ báo nó gọi Voice Voice of Orange Voice County, tức là tiếng nói của quận cao. Thì Vâng. nó gọi như tờ báo mà chính thức mà báo giấy đó là Orange County Được. Register, Được. thì cái tờ báo đó là tờ báo giấy. Bác Cường có ý kiến gì không? Ba tờ báo lớn của người Việt ở đây, báo giấy là tờ báo Người Việt, tờ báo Viễn Đông Đúng. và tờ báo Việt Báo, thì chỉ có tờ báo Người Việt Đăng bà thôi. đăng mà thôi. Mà nó đặc biệt là chỗ này, cái tờ báo Viễn Đông thì lại đăng cái bảo Santana bị tố gia hạn hợp đồng hốt rác hơn 20 năm mà không có đấu thầu, trong khi cái chuyện ở Westminster này á là cái chuyện liên quan tới cộng đồng Việt Nam thì lại không đăng. À, thì người ta phải đánh trống làng đấy chứ, mà đánh trống làng cái chứ, nếu mà nói cái vụ này thì tức muốn ói máu ra thì nó phiền lắm ạ. À, thành ra nó nhiều người dây thần kinh nó. Vâng, thưa quý khán giả, cái chuyện này đó chúng tôi biết từ lâu và biết rất rõ luôn, nhưng mà tại vì mình không có những cái tang chứng, có những cái bằng chứng và có những cái dữ kiện để đưa ra nói có sách mới có chứng. Nhưng mà ngày hôm nay tờ Voice of Orange County họ đã đưa cái vụ này ra là lý do. Năm ngoái ông Kevin Baker, ông chưa nộp đơn vào tòa tòa án. Ông chưa nộp đơn vào tòa án, ông chỉ viết lên cho thành phố một cái lá thư. Quý vị đã là gọi là tham nhũng và khống chế cái quyền của cảnh sát tại thành phố Westminster, tại vì ông này là một trong bốn cảnh sát viên bị áp lực từ chức, mà bà Roy đã
đã hâm hay ông rằng á, ông mà không từ chức á, tôi có quyền đuổi ông, tôi có đủ phiếu mà để mà tôi loại trừ ông mà. Trong cái lá thư mà ông cư đó, sau cái này chúng tôi sẽ đưa 14 trang của ông, nó viết bằng tiếng Mỹ nhé. Thì khởi tố 14 trang thì ông đòi bồi thường 10 triệu đô la trong đó. Ông đưa cái thư đó như kiểu một hình thức. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái hình thức gọi là tôi tố cáo các anh và bây giờ các anh phải bồi thường cho tôi cái số tiền này tại vì tôi bị thiệt hại. Thì coi như ông thiệt hại về ngành cảnh sát một năm là ông bao nhiêu tiền? Cảnh sát trưởng là một năm là cỡ khoảng chừng 200.000 đô la, là 200.000 đô la, chưa kể tiền những cái tiền mà cái chi phí lặt vặt này kia, bảo hiểm vô là khoảng chừng là 400.000 đó. Thì bây giờ đó 10 năm thì là có phải là 4 triệu không, 20 năm thì là thế. Và chưa nhờ cái nhiều chuyện nữa, ông về bảo nhiều khi ông bị distress, tức là về nhà bị khủng hoảng tinh thần, gia đình xào xáo chẳng hạn vậy. Thì cái thành phố có thương lượng. Vâng. Dạ. Thành phố nói rằng ok, tôi trả cho 500 ngàn thôi. À, ông câm cái họng ông đi. Thì ông thì cái tờ báo Orange County, tờ báo Voice of Orange County họ mới biết được cái chuyện. Họ mới lên trên thành phố, họ mới yêu cầu đưa cái lá thư của ông này. Thì người nói là không nhận được, người nói thì có nhận được, người thì nói rằng á, cái chuyện này không phải là chuyện public, tức là không phải là chuyện cộng đồng. Thì tờ báo Orange County Register nó bảo cái này là liên quan đến cộng đồng, tại vì đây là cả toàn bộ những cái quý vị ở đây. Thì thật sự rằng á, tờ báo tiếng nói quận Cam nó họ biết, nhưng mà họ muốn là thành phố phải lên tiếng. Cái mà bảo anh phải cung cấp cái đó ra là một cái hình thức để mở cái cánh cửa, anh lên tiếng đi đấy. Thế nhưng mà bên kia thì cái là lên tiếng cái gì bây giờ, thành ra họ nói rằng không, cái chuyện này chúng tôi không có bàn tới, là bởi vì nó không phải là chuyện cộng đồng. Thì tờ báo Orange County Register nó đi thưa năm ngoái. Và họ đã thưa hồi tháng 4 năm 2016 ra tòa, và quan tòa xử rằng cái lá thư của ông Kevin Baker này là lá thư thuộc về cộng đồng, nó có liên quan đến cộng đồng, và thành phố phải có bổn phận cung cấp những chi tiết này cho các báo chí để họ đăng tải. Thì ông luật sư của thành phố là ông Dick John, ông Richard John đó. Ông này làm luật sư lâu lắm rồi, cả hơn 20 năm rồi. Ông này có nhiều người gọi ông là một nghị viên thứ 6 đó. Ngoài 5 nghị viên chính thức, ông là nghị viên thứ 6. Ông có quyền lực dữ lắm. Thì lát nữa chúng tôi sẽ kể lại cái chuyện ông nghị viên này với ông đã nghị viên mà đã, quên ông luật sư này với ông nghị viên Frank Fry mà đã chết rồi đó. Thì ông này đặc biệt đó. Ông nói rằng là cái hồ sơ đó nó chỉ là một cái lá thư chứ không phải một cái đơn kiện thành phố. Thì lá thư nói chuyện với chúng tôi và chúng tôi đã đồng ý là bồi thường, thay vì đó lấy tiền của dân tới 10 triệu tiền thuế, đóng thuế của dân 10 triệu thì chúng tôi thôi trích ra 500.000. Và ông giải thích trong 500.000 đó thì có 100.000 của cái hãng bảo hiểm. Thưa quý khán giả, ở bên Mỹ này tất cả các công ty, kể cả các văn phòng luật sư nữa, bất cứ một công ty nào cũng phải có một cái bảo hiểm nghề nghiệp, tức là khi mà trường hợp mình bị truy tố thì cái hãng bảo hiểm đó, nếu mà mình bồi thường thì cái hãng bảo hiểm nó sẽ bồi thường mình. Là nhân viên mỗi tháng là phải đóng một số tiền cũng khá lớn. Thì ông nói là 100.000 là của cái hãng bảo hiểm SIPA, còn lại 400.000 đó là của thành phố. Nhưng mà ông có xác định là 120.000 mà trả cho tờ báo Voice of Orange County, tức là luật sư cô Ashley đó, là 120.000. Đó là tiền thuế của dân chúng. Thì nếu mà đã thành phố mà đưa cái đó hồ sơ ra thì đâu bị thua. Mà nếu mà không bị thua thì đâu bị thua. Mà nếu không bị thua thì đâu phải bồi thường 120.000. Thế bây giờ ông lại nói rằng là cái ông cảnh sát này ông muốn là phá hoại thành phố, là tại vì lấy cái số tiền 10 triệu
10 triệu là kinh khủng lắm chứ đâu phải giỡn. Và trong khi thành phố Westminster đang đã bị nằm trong danh sách phá sản. Vâng. Đấy, thành phố đã từng năm 2015 đã đi nằm trong danh sách phá sản và đang đi mượn tiền để mà trang trải những cái công việc đó. Thì bữa nay đây là một cái quả bom đó. Đây thì nói chuyện sơ sơ cho các bác cái vụ mà ông Phan Phai đó, ông may mà ông chết rồi, nó thành như người ta không đề cập nhé. Nếu mà ông còn sống thì cũng có nhiều chuyện ông Phan Phai lắm. Từ cái vụ tượng đài chiến sĩ, thưa quý khán giả, Nguyễn Phương Hùng nắm hết tất cả tài liệu, phe nào khuynh lót ở trong đó chúng tôi biết hết. Ông Phan Phai ông chết, ông này là cái người đã từng trả lời ông Phạm Đình Khuôn trong cái nhóm của ông Hoàng Đạo Thế Kiệt, đại tá Hoàng Đạo Thế Kiệt kia kìa. Ông Hoàng Đạo Thế Kiệt chết rồi. Dạ. Phan Phai chết rồi sao? Ông Phan Phai chết rồi, chết lâu rồi bác. Dạ, chết cách đây cũng khoảng 5-6 năm. Thì khi mà đó ban đại diện cộng đồng lúc đó và liên hội cựu chiến sĩ nộp đơn xin được diễn hành ngày quân lực trên đại lộ Busan, anh Trọng Tấn là người quân cảnh làm phát ngôn viên. Lúc đó Phạm Đình Khuôn á là coi như là một lý thuyết gia đứng đằng sau cái liên hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa của ông đại tá chiến tranh anh chị Hoàng Đạo Thế Kiệt. Thì ông Phan Phai ông trả lời trong một cái buổi điều trần xin đơn xin á, thì ông Phan Phai ông trả lời như thế này: If you want to parade, go back to Vietnam. Mày muốn tụi bay mà muốn đi diễn hành á ở trên đường lại đại lộ 4 sao thì tụi bay về Việt Nam đi. Cái câu đó đó thật sự lúc đó cộng đồng Việt Nam tức ói máu rồi đấy. Không tức ói máu nhưng không có hiểu ý của ông á. Tụi bay thua trận rồi, tụi bay qua đây mà diễn hành cái gì? Đấy, mục đích của ông là nếu tụi bay muốn diễn hành thì đi về Việt Nam mới thắng Việt Cộng đi rồi hãy diễn hành. Nhưng mà các ông Hoàng Đạo Thế Kiệt cho lại Phạm Đình Khuôn với Trọng Tấn cái này cái đại khái, Đặng Giang Sơn nữa, lúc nó có cả đơn, đi vào làm một cái đơn áp lực biểu tình nhớ, biểu tình ngay trước ở Ủy ban Nhân dân. Xong rồi cái đòi ông Phan Phai phải xin lỗi. Thì ông luật sư này Dick John ông đọc lá thư, ông bảo rằng á, ông thị trưởng Phan Phai đang đi vacation, tức là đang đi nghỉ hè không có nhà, tuy nhiên rằng á, ông sẽ trả lời khi quý vị trở về đây. Cái đó là một cái kế mà gọi là nhé, chính trị gia họ nói nó là đình hoãn chiến, tức là cách để họ không phải trả lời trong lúc mà là cái cộng đồng đang sôi sục lên. Cái lúc ông trở về ông cũng không xin lỗi, ông không xin lỗi và cái vụ diễn hành ngày quân lực đó cũng không ấy, cũng không thực hiện được. Tới một thời gian sau, cách đây hình như năm 2007 hay 2008 nhỉ, cái ông cái người mà bắt ông Phan Phai phải xin lỗi cái câu đó đó là nhà báo Nguyễn Phương Hùng. Các bác ngồi đây các bác thấy nhiều cái chuyện thâm cung bí sử cộng đồng lắm, mà tại vì đó nhờ lần lần mình nhớ lại mình nói thôi. Đấy, thì hôm đó, đó là tại tòa soạn báo Người Việt, báo Người Việt lúc đó còn ở chỗ mà VNCR bây giờ đó, sau này lại trở thành là của tờ báo Việt Hero của ông Đỗ Việt Anh, tức là em của ông Đỗ Quý Toàn. Ông Đỗ Quý Toàn là báo Người Việt, thì ông Đỗ Việt Anh chống lại ông Đỗ Quý Toàn, lấy lại tất cả cổ phần trong báo Người Việt, nhảy qua mà làm cái tờ Việt Hero, được ông Lê Công Tâm và ông nhóm của ông Lê Công Tâm và bà Bùi Bích Hà đứng yểm trợ sau lưng. Nhưng mà cũng lại một thời gian rồi là phá sản. Phá sản đóng cửa thì cơ quan VNCA của anh Nguyễn Văn Son á, Son làm bảo hiểm, bán bảo hiểm, ông mua bây giờ là làm cái văn phòng của đài phát thanh VNCA. Thì trong cái buổi đó đó tôi nói rằng á, ông Phan Phai, tôi xin nhắc lại ông một cái, lúc tôi nói là nói theo cái tinh thần người Việt Nam,
chúng tôi qua đây, chúng tôi được chính phủ Mỹ đón qua đây, nhưng mà ông bảo rằng là chúng tôi quay về Việt Nam. Thì đó là một cái lời hơi kỳ thị, ông có nghĩa rằng ông đuổi chúng tôi. Trong cái tinh thần kỳ thị, tôi chỉ xin ông là ông lên tiếng xin lỗi công khai trong đây, tôi sẽ yểm trợ ông kỳ này để cho vận động tranh cử cho ông. Ông xin lỗi, ông nói một câu rất là ngắn gọn: I am apologize. Tôi xin lỗi, không giải thích luôn. Cả một cái cộng đồng không làm gì được nhờ Nguyễn Phương Hùng mới bắt ông xin lỗi. Ông này ông chết rồi, nhưng mà nếu mà ông còn sống, ông Frank Fry là một thợ hớt tóc. Thưa quý khán giả, ở bên Mỹ nó cái ủy ban nhân dân á, nó không phải là những người trí thức đâu, những người cây là luật sư nọ kia đại khái đâu, ít lắm. Thế nhưng mà nó là cái những cái thành phần gọi là những người nó họ sống ở trong cái môi trường thành phố đó từ nhỏ tới lớn, họ hiểu tâm lý của dân chúng, họ ấy là kia, thế là họ được bầu. Bà Rai cũng vậy, cũng không người không có kiến thức, không có học học cao học rộng. Đấy. Ông Tạ Đức Chí cũng vậy. Thế thôi. Ông Andy Quách cũng vậy. Andy Quách là trung sĩ người Nhái về hưu. Trung sĩ hải quân. Trung sĩ hải quân người Nhái. Thế xong rồi cái ông bị đi lặn, thả lặn. Ông lặn giỏi lắm. Đến lúc ông làm nghị viên ông vẫn còn lặn nữa mà. Bây giờ ông lặn luôn, tức là ông tự ý ông từ chức. Mà ông không từ chức là ông bị dính vào cái vụ mà đỗ construction đó. Đấy, cái vụ đỗ construction nó làm cũng là một cái sự tham nhũng. Là say rượu lái xe. Không say rượu lái xe nó chuyện cá nhân mà. Chuyện ơi giời, bây giờ đấy ông thượng nghị sĩ Kennedy mà cũng say rượu lái xe rồi cô thư ký chết cái nổi lệnh bệnh chết gây tai nạn, người ta cứ đợi có sách súng tới. đây cái chuyện này còn dính vào nhiều cái chuyện. Ông Andy Quách ông phải từ chức để mà gọi là nó cho chìm xuồng những cái vụ khác. Tại vì cái vụ này nó có dính tới cảnh sát của một ông cảnh sát Việt Nam nữa. Đấy. Thì bây giờ những cái chuyện đó nó không liên quan đến đề tài hôm nay chúng tôi không nói. Nhưng mà chỉ chia sẻ với các bác là cái chuyện chúng tôi đã có một cái YouTube và đã đưa lên rồi. 2 tiếng đồng hồ nói về cái vụ kiện này. Và tuần tới chúng tôi sau cái buổi hội luận này, chúng tôi ngày thứ bảy này sẽ anh Trọng Phạm lên đây, chúng tôi sẽ có một cái buổi gọi là hội luận nữa thưa các bác, thứ bảy này. Anh Trọng Phạm lên đây chúng ta sẽ có một cái buổi hội luận cuối năm, coi như tổng kết tất cả những cái câu chuyện trong nước, rồi chuyện ở hải ngoại. Và sau đó thì anh Trọng Phạm có nhã ý muốn mời ban hội luận KBC hải ngoại một bữa tất nhiên. Vậy. Thì cảm ơn anh Trọng Phạm. Giờ này thì bác Phương mới nhắc rồi, anh đang chụp mấy tấm hình rất là đẹp. Cái khung cảnh đằng sau chụp cái kiểu đó nó rất là hay, tức là nó ánh sáng nó đi tới nó làm cho cái người mà đứng chụp hình là gần như là giấu mặt, nhưng mà nó nổi hết cái khung đằng sau lên rất là đẹp. Có lẽ là hội nhiếp ảnh của bác Phương phải mời anh Trọng Phạm đi vào. Nhưng mà anh đứng đó thì không phải anh là người chụp, cái người chụp là người khác. Bác Cường định nói gì không? Thì cái thành phố Westminster đó nó làm cho tôi nhớ tới cái câu chuyện mà ông thị trưởng cho một cái nghị quyết rằng thì là no communist zone, no communist zone, cấm cộng sản vào đây, không ạ? Thành ra cái bọn này nội bộ của nó là nó thối như cứt, thưa quý vị, bịt mũi không nổi mà nó lại bịa ra cái trò chống cộng mà nó bán hàng giả mà no communist no communist zone, không ạ? Tức là về sau mới đọc lại cái đó là nói rằng thì là do cái vụ Trần Trường mà chúng tôi phải động viên cảnh sát rồi kể cả ngựa của các thành phố khác nó tốn kém. Thế bây giờ nếu mà phái đoàn cộng sản qua đây mà nếu mà để người dân biết tới thì nhỡ người ta biểu tình thì cái phái đoàn đó, cái người mà mời phái đoàn đó là phải chịu trách nhiệm để mà các cái phí tổn đó và phải báo cho chúng tôi biết trước 14 ngày. Tất cả nó chỉ là những các cái thủ tục rườm rà
mà nó bán hàng giả chỗ này là người cộng sản nó bảo rằng thì là cái thủ đô tị nạn của mày thì nó buồn cười quá, tao đua đòi với mày thôi. À, yeah. Trên cái con đường buôn xa, con đường bị gậy của chúng mày, tao để yên. Không à? À, chúng mày đấy, nó có một khúc rồi, bây giờ cũng lại là đường Quang Trung, rồi đường... đường Quang Trung nữa. Yeah. Đường, nó kinh quá đi, từng khúc mà thấy cái tư cách mà nó chậm lụt mà nó thấp hèn, phải không? Nó nó thấp quá thì nó làm cho mình mắc cỡ, không ạ? Thành ra đó cái câu chuyện rằng thì là ngay cái câu chuyện mà cái nghị quyết không có cờ đỏ, không có phái đoàn cộng sản rồi thì cấm cộng sản vào mấy gì đó, nó đều là những cái chuyện nó ngược lại với nước Mỹ, mà nó chỉ bán và những cái người kia chỉ nói chỉ nói cái chuyện đó mà không nói cái không nói cái đáy của vấn đề. Dạ, là nó nói rằng thì là sợ rằng thì là tốn kém cái điều đó báo chúng tôi biết, mà nó lúc nào nó bán hàng giả là nó nói rằng là, nghĩa là nếu mà không có những người đấu tranh này thì cờ đỏ sao vàng nó dợp buôn xa rồi, xong rồi nó mới đi nó quyên tiền từ cái hội Parad Tết, rồi thì là từ cái hội văn hóa Á Châu ở trên kia chứ. Nó quyên tiền, nó nói rằng thì là phải tranh với cộng sản, không có thì là cờ đỏ sao vàng. Thôi, chúng mày muốn làm gì trong cái xó này? Cái ghetto này đó, thì chúng mày cứ ca hát với nhau thôi, ai tranh thì giành gì với chúng mày, thế thôi. Hồi với chúng tôi mà đứng làm trưởng ban tổ chức của cái quen ca tổ chức đứng ra là tổ chức diễn hành Tết ấy, thì trong cái phiên họp có một người nói như này, lý do mà chúng ta phải làm cái này, phải hy sinh và làm cái này là nếu mà chúng ta không diễn hành ấy, thì Việt Cộng nó diễn hành đấy. Họ đó là họ quan điểm của họ như vậy, giống như bác Cường vừa nói đó, là họ có một cái công rất lớn, tức là ngăn chặn được sự xâm nhập cái lá cờ đỏ sao vàng vào trong cái cộng đồng Việt Nam. Và trong cái thành phố này đó, cái No Communist Zone đó, ở trong thành phố Westminster nó không dùng chữ No Communist Zone, mà cái đó là nhóm ông Trần Thái Văn, tác giả của cái nghị quyết này đó là của ông Andy Quách, 38 năm mươi mấy rồi đó, cái nghị quyết là cái resolution. Thì Andy Quách lúc đó là mới đã đắc cử, là muốn tạo những cái thành thế, lúc đó là thất nhân bang của nhóm ông Trần Thái Văn là 7 người. Thì sau đó là thành phố Garden Grove, cô Dina Nguyễn, nghị viên Dina Nguyễn là một luật sư, cũng là một cái nghị quyết tương tự, nhưng mà cũng không phải là No Comment Zone. No Comment Zone là các ông đó tự ý đặt tên cho cái dự luật đó để mà đánh lừa cái cộng đồng buôn hàng giả, okay, mà để đi bán cái hạn thù. Thì đó là cái là trong cái nghị quyết đó tôi có đọc nó nói rõ ràng này, tất cả những phái đoàn ngoại giao đến khu vực của thành phố Westminster phải thông báo trước là 10 ngày. Đó, nếu không thông báo thì trong trường hợp có những cuộc biểu tình thì mọi chi phí sẽ là thành phố sẽ không chịu trách nhiệm, mà cái phái đoàn ngoại giao đó nó phải chịu trách nhiệm. Thì đó là một cái chúng tôi nghĩ rằng á, nếu mà quý vị phân tích ra đó, thứ nhất các anh coi thường Việt Nam nó nghèo lắm chăng, thứ hai nữa là họ nói rõ ràng nếu có nghĩa rằng á, quý vị vẫn có quyền đi vào, nhưng mà nếu mà quý vị không thông báo chúng tôi biết để chúng tôi chuẩn bị an ninh này kia, cảnh sát này kia, tại vì cảnh sát Mỹ đó thì những cái trường hợp mà nếu họ không chuẩn bị đấy, họ phải gọi những cái cảnh sát bất ngờ, là tức là có một chuyện gì đó là đâu có đủ cảnh sát, chỉ có những cảnh sát đang làm việc thôi, gọi thêm những người đó thì những người đó được trả lương gấp 3 lần cái lương bình thường của họ, tức là khoảng chừng $150 một giờ. Còn nếu mà biết trước á, thì họ sẽ điều động những người đang ngày hôm đó không có đi làm việc, nhưng mà họ ngày hôm đó mày thằng A, thằng B, con C này kia, mày muốn làm việc không ngày hôm đó, tăng cường. Đã được một giờ là $100 đấy. Còn nếu mà gọi bất ngờ đó là 150 đấy. Thế thôi, chứ họ đâu nói gì cấm đâu.
quý vị vẫn có quyền đi vào, nhưng mà quý vị phải thông báo trước để chúng tôi. Mà mục đích là cái thông báo nó để là cái gì? Là để các ông Việt Nam ở trong đó biết, gọi cho cộng đồng. Ví dụ như gọi cho cái ban đại diện của ông Nguyễn Xuân Nghĩa hay cái gì đó, Lưu Tân Lạc. Ê, ngày đó, tháng đó, năm đó, cái phái đoàn Việt Cộng nó sẽ tới đây. Đó. Là để làm gì? Là để kiếm tiền đi mua cờ. Tại vì vậy thì mỗi lần đi là phải biểu tình phải là 2.200 lá cờ. Gọi là giang chào đó. Giang chào. Mà nó dùng chữ cũng sai nữa. Này. Nó dùng chữ là đời xưa ở Sài Gòn đó, các cuộc biểu tình của sinh viên của Phật giáo đó. Thì cảnh sát đi ra đành đứng bao vây để mà không cho cái đoàn biểu tình đi đó. Thì báo chí nó mới nhạo báng, nó nói rằng thì là cảnh sát đây là đứng chào những người biểu tình, đúng rồi. Nó mang cái chữ đó qua bên này, nó gọi là dàn chào thì nó sai rồi. Tức là cái bọn này đó, nó cái tâm lý chiến của nó từ xưa đến nay cho nên tới giờ nào nó nghèo nàn, nó nghèo nàn và nó sai. Nó sai ở cái chỗ rằng thì là đấy, chữ dàn chào rồi thì là cũng như bà Trần Đại Xuân, bà qua bên Mỹ, bà tụi nó nướng sư đây ba bờ cứu tức là ông thượng thuận thầy là hòa thượng Thích Quảng Đức không là người ta tự chiêu là bảo là nướng sư không, tức là bà ấy là quá đáo để bà ấy muốn nói rằng đằng sau chúng nó nướng sư go ahead không ạ. Nhưng mà đừng dùng xăng của Mỹ. Cái câu của nó đó, đừng dùng xăng của Mỹ, đúng, tức là đúng, Mỹ đứng ở đằng sau. Bà ấy cay cú, bà ấy đi, bà ấy giải độc. Mà bà ấy biết thành ra cái câu chuyện là những người mà ở miền Nam Việt Nam đó thì dễ bị chấp nhận cái thân phận làm tay sai. Đúng. Những người mà cứng đầu một chút là bị hành xử đấy. Ông Diệm, ông Du bị giết đó là chính vì rằng thì là Hồ Chí Minh gửi cành đào cho ông Diệm, rồi thì là ông Du đi vào rừng gặp Phạm Hùng, cho nên đó người Mỹ nó đây là một cái tội lớn quá. Tôi đưa các anh về để các anh làm cái vĩ tuyến 17, các anh làm cái hàng rào này để cái việc lớn đó, việc chiến lược đó thì là nước Mỹ bao vây người Trung Quốc, chứ không phải là tôi đưa anh về để mà anh yêu nước Việt Nam. Thì mày yêu nước Việt Nam, tao cho tiền mày yêu nước Việt Nam thì chết mẹ tao rồi. Tao cho mày đi tàu suốt luôn. Nó không khác gì mà cái ông Donald Trump bây giờ đó, ông ấy rút tiền mà yểm trợ cho Liên Hiệp Quốc. Ông bà tao chi không biết bao nhiêu tiền mà, để mày ngồi đó mà mày nuôi để báo mày... cô bao nhiêu thằng rồi mày chống nước Mỹ à? Đúng không ạ? 285 triệu. Dẹp bớt đi tất cả những các cái từ Liên Hiệp Quốc ấy, cái đáy của vấn đề từ Hội Quốc Liên Hữu Liếc ấy, tới bây giờ là tất cả mọi chuyện nó đều trong một khung cảnh mới rồi. Thành ra ông Donald Trump nữa, ông ấy, tôi thích ông này là ông ấy rũ tung tất cả vấn đề, không còn có cái gì mà gọi là cái vùng cấm điện. Anh độc giả nói Nguyễn Võ Tấn Đông nói lạ quá, các bác người Mỹ cảnh sát trưởng mà đi phá hoại thì thật là nực cười. Thì nhân tiện Võ Tấn Đông hỏi như vậy thì bác Cường mới nói một cái câu mà cho tôi nhớ lại là thích làm nữa là gọi là nô lệ tay sai. Cái câu này là của ông giám đốc của thành phố, tức là city manager, ông Eddie Manford nói. Cái người này đó, cái ông Kevin Baker này, ông làm cái chuyện này, ông không biết rằng ông đang kêu là thâu lậm, ông phá hoại cái thành phố của mình từ. Thế rồi ông luật sư cũng nói vậy. Ông Diệp Minh Trường và ông Andy, ông Tạ Đức Chí cũng nói dập quyền. Ông Diệp Minh Trường còn nói rõ ràng hơn nữa. Diệp Minh Trường nói rằng chỉ vì tư lợi cá nhân mà ông này sẵn sàng là tàn nhẫn vô nhân đạo lấy 10 triệu đô la của thành phố. Tôi hỏi là cái chuyện tư lợi cá nhân, ai chả có tư lợi cá nhân. Cái chuyện cá nhân ấy, cái chiều tư lợi đúng hay tư lợi sai. Thế rồi, các ông mà không áp lực người ta như vậy thì làm sao mấy được? Các ông Diệp Minh Trường, các ông mà không làm sai thì làm sao mà các ông phải rút tiền? Nó giản dị có thế thôi chứ. Cây ngay thì có gì đâu mà. Trong cái tờ báo mà
tiếng nói của quận Cam nó họ không có viết một cái chuyện về ông Tyler Diệp nữa. Một cái nhà hàng ở trên đường Beach Boulevard gần đường Chapman là một cái nhà hàng bà con của ông Diệp Miên Trường. Thì cảnh sát nó đi, cảnh sát nó hay chơi lắm, cái trò mà Việt Nam có lễ lạc này kia, hay là cuối tuần hay đám cưới cái gì á, nó làm cái checkpoint, tức là nó chặn chặn những người mà đi uống rượu. Ngay nhà hàng Paracel đây, những nhà hàng Việt Nam này bị hoài à. Thế tức là bây giờ có uống rượu thì dáng ngồi cho nó lâu lâu để nó nhả rượu ra rồi đi ra, tại vì nó bắt, cảnh sát nó bắt chạy vào, chạy ngang qua đó cái là nó nhìn cái mặt đỏ hay cái gì đó là nó nó khiếu nại mình liền. Thì ông Diệp Miên Trường đã khiếu nại cảnh sát là tại sao là cứ để cái checkpoint ở chỗ gần cái quán đó. Thì ông cảnh sát nó bảo rằng á, cái này là cái kiểu random check, tức là cái kiểu họ tuần này họ pick, họ là chọn địa điểm này, tuần sau họ chọn địa điểm kia chứ đâu ấy. Thế ý của ông Diệp Miên Trường là chọn đâu thì chọn, nhưng mà đừng có chọn cái nhà hàng của bà con của tôi đấy. Và bây giờ trong cái tờ báo Voice of Orange County nói rằng hai ông nghị viên Tạ Đức Chí gọi ông cảnh sát Kevin Baker này, cái nhà hàng mà Q Lounge ấy, là bạn của ông Andy Quách, nó đang bán rượu lậu. Thế là ông cảnh sát trưởng báo cho ông Andy Quách báo gọi lại ông cảnh sát trưởng, nói lại cảnh sát trưởng cái nhà hàng Blue đó nó cũng bán rượu lậu, mà nhà hàng Blue đó lại là nhà hàng của ông Tạ Đức Chí. Nó còn nói rõ ràng Tạ Đức Chí nhận $5,000 của nhà hàng Blue. Còn cái trong tờ báo nó viết là còn riêng ông Andy Quách cũng đã nhận được một số tiền, tuy nhiên không được công bố. Không được công bố đây là chúng ta phải hiểu rằng đó là cái tại vì tiền mặt thì làm sao mà công bố được đấy. Nhưng mà thưa quý khán giả, cái quả bom này nó mới chỉ là nó đưa lên dàn và nó chưa gắn cái ngòi vào thôi. Cái ngòi nó sẽ được gắn vào sau Tết dương lịch năm 2018, bảo đảm rằng cả một cái thể chế chính trị của cộng đồng người Việt hải ngoại, quận Cam nói riêng và toàn nước Mỹ sẽ bị sụp đổ. Tôi bảo đảm ông luật sư Nguyễn Tâm, ông nó là bị tịch thu bằng luật sư rồi, ở trên San Jose đang làm nghị viên của đơn vị 7. Kỳ này ông Nguyễn Tâm, tôi nói rằng ông cũng sẽ đi đái luôn. Xin lỗi tôi dùng cái chữ đó. Trả lời cho ông Võ Tấn Đông đó là các ông này đó, không phải ông cảnh sát trưởng đâu phá hoại, tại vì các ông ấy nói rằng ông cảnh sát trưởng phá hoại thôi. Thì Việt Nam mình á, tại sao những cái tờ báo lớn ấy, như là tờ báo Viễn Đông hay tờ báo Việt Báo thì lại không đăng? Mà phải công nhận rằng Đỗ Dũng dịch cái bài báo rất là hay. Tôi tại vì Đỗ Dũng có đi học báo chí. Có tốt nghiệp và có tốt nghiệp báo chí, thành ra viết cái lối viết nghe là giống như là những xin lỗi những các ký giả trong nước ấy. Tại vì đa số những ký giả trong nước cũng vậy, họ cũng có đại học lớp báo chí hết. Và dịch rất là sát. Chứ tôi chỉ ngạc nhiên ở cái chỗ ông Diệp Miên Trường này là nhân viên của báo Người Việt, không lãnh lương. Trong thời gian mà ông Ngô Kỷ, Trần Thế Cung và Đoàn Trọng, ký giả Đoàn Trọng á, biểu tình chống tờ báo Người Việt, thì ông Diệp Miên Trường thường thường có mặt ở trong đó. Lý do tại sao tôi biết là tại vì tôi cũng có mặt ở trong đó. Và nhiều người nói là Nguyễn Phương Hùng là Phạm Xuân Ẩn cộng đồng. Vâng, thưa quý khán giả, đây cái chuyện đó. Bữa nào giả nha, chúng tôi mời Đoàn Trọng đến đây nói chuyện thâm cung bí sử vào cái tờ báo Người Việt. Nhưng mà bây giờ đi đăng cái tờ báo ở Santa Ana mà mấy nghị viên này đã không có nghị viên nào dính tới Việt Nam hết. Tự nhiên cái đi đăng cái Santana bị tố cáo gia hạn hợp đồng hốt rác hơn 20 năm. Còn họ đánh chống làng mà, thưa anh, đánh chống làng và nhân mà anh nói Đỗ Dũng hay là anh nói báo Người Việt đó, thì vì tới giờ này họ phải đóng đúng cái vai trò cái tờ báo lớn nhất ở Cali này rồi, và
anh cũng sẽ không ngạc nhiên là khi báo Người Việt đã cử hai người đi về coi APEC đó, thì ông ấy lại lấy một cái bài bình luận của cái người khác, bởi vì rằng thì là nếu mà cử người về mà thì cái bọn chó đẻ này nó lại sẽ biểu tình ngay rằng thì là nó nói là đây là thiên cộng sản, phải không ạ? Đây là về mà nói tiếng nói vô tư đối với cộng sản thì không được. Thành ra đó, cái tờ báo Người Việt lại đành đăng một cái bài bình luận khác để mà phá ngang đi, cũng giống như là cái thành phố Gardner về gì đó, thì thành phố đó nó lại đăng một cái bài khác để mà đánh chống Lảng đi thôi. Thành ra cái chuyện mà làm chính trị ở hải ngoại này đó, nó còn hơn là nghĩa là nàng dâu đối với cái cộng đồng khó tính này, mà cộng đồng này thì nó không có quyền lực gì cả, nhưng mà nó là được lãnh đạo bởi những thứ mà Ngô Kỷ, Trần Thế Cung đó. Thành ra bây giờ càng ngày tôi càng phục cái thằng Ngô Kỷ nó mới tự chuyện, nó bảo tại sao nó bị gọi là ngu kỷ, và nó rất thích cái chữ ngu kỷ lắm. Vừa rồi phố Buôn Sa TV nó phỏng vấn hôm 24 tháng 12 vừa rồi, nó phỏng vấn ở cái quán cái Jitter gì đó. Thì tôi mới thấy rằng thì là thằng này là một tay nó múa 5-7, nó đỡ chống đỡ 5-7 đường, mà nó gọi là một cái thằng già mồm, nó xứng đáng là cái người, nó mới là cái quyền lực thực sự của Buôn Sa. Vâng ạ.